có thể là đại đa số anh em fan MU phong trào chưa biết. Suýt nữa thì trong lịch sử đội bóng yêu dấu của anh em đã không thể xuất hiện cái tên Eric Cantona. Ông đã có một cái quyết định đúng thật là vãi cả trưởng ra khi tuyên bố giải nghệ vào ngày 16 tháng 12 năm 1991. Mặc dù là lúc đấy ông mới có 25 tuổi, trong màu áo của câu lạc bộ Nîmes Olympique sau hàng loạt vụ scandal ở Pháp. Thực ra đây là cái lần đầu tiên mình biết đến cái đội bóng này, còn méo biết là đọc đúng hay sai nữa. Chị Google thì đọc như thế này anh em ạ. Nîmes Olympique. Nîmes Olympique. Rất may là khi đó Michel Platini đã thuyết phục được ông để đá bóng tiếp. Nếu không thì sẽ chẳng ai biết đến cái tên Cantona cả. Ok, đá bóng thì đá bóng nhưng mà sẽ không bao giờ là ở Pháp. Sau đó Cantona có một thời gian ngắn khoác áo câu lạc bộ Leeds United trước khi được Alex Ferguson hỏi mua lại. Vào giữa mùa bóng năm 1992-1993 và phần còn lại là lịch sử anh em đều biết cả rồi đấy. À, đáng nhẽ là Liverpool đã có thể là mua lại được ông nhưng mà khi đó câu lạc bộ chê anh em ạ. Kiểu ông này có nhiều scandal mà gây hình ảnh xấu đến câu lạc bộ ấy. Ông treo giày khi mới ngoài 30 tuổi ở cuối mùa giải năm 1996-1997. Ngoài những thành tích huy hoàng và được fan đặt cho biệt danh King Eric thì ông cũng không quên để lại một scandal chấn động bóng đá khi đó. Cú sông phi thẳng vào mặt của cổ động viên đội khách vào năm 1995 đã là niềm cảm hứng cho các đàn em sau này học hỏi. Bằng chứng là vào năm 2017 cũng đã có một cầu thủ của MU làm cái điều tương tự này. Các bạn xem đến đây mà nếu biết cầu thủ nào thì có thể là comment ở dưới để cho tất cả các anh em đều biết nhá. Thầy nào lớp 7 mày đấy tao, lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ. Nếu ở trong đây có anh em nào thế hệ đầu 9X trở về trước ấy mà đam mê tựa game FIFA này thì chắc chẳng ai quên cái mùa thẻ huyền thoại Cantona trong FO2, định nghĩa bố của game như kiểu là Google trong FO4 vậy. Nhiều anh em fan MU ít đá con hàng này trong game, có thể là tạo hình không được như ý muốn. Hình ảnh Cantona với quả đầu chọc và cổ áo dựng ngược đã trở thành một cái gì đó in đậm trong tâm trí của mỗi fan quỷ đỏ, nhưng lại không có ở trong mùa giải LN này. Nếu mà được chọn thì mình tin nhiều anh em sẽ cố thêm một tí để mua được mùa Icon cùng với mức lương 26 mà hơn được tận 2 chỉ số tổng. Hay là sẽ mua mùa giải BTB với quả đầu chọc chất vãi trưởng ra luôn. Còn nếu mà xét riêng về thể hình và chỉ số thì đây đúng là cái mẫu cầu thủ mà mọi anh em đều mong ước có ở trong đội hình. Thể hình thì đẹp này, danh tiếng thì huyền thoại này, 5 sao skill này và một đống chỉ số thành phần lẫn chỉ số ẩn đẹp ở ngay mức thẻ cộng 1. Cũng có thể là một số ít anh em đang đợi mua mùa thẻ LN này với mức thẻ cộng 5 chứ nhất quyết không chơi cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4. Hoặc một số anh em lại dành tình cảm nhiều hơn cho Rooney hay là Ronaldo, những huyền thoại mà đại đa số anh em được xem họ chơi bóng nhiều hơn. Qua trải nghiệm thực tế một thời gian ở mùa giải LN mức thẻ cộng 1 thì riêng cá nhân mình thấy con hàng này khá tốt nhưng mà chưa đủ các bạn ạ. Phải chăng là kỳ vọng của mình về những cái gì mà ông đem lại sẽ khơi lại cái cảm giác mà khi đá FO2 nhưng mà không được như vậy. Ông dứt điểm tốt và đa dạng nhưng mà nếu mà các bạn muốn mua về để đá tiền đạo cắm thì là nên tìm các cái con hàng khác nhé. Bởi vì là thứ nhất, ở trong game ông di chuyển rất rộng. Có lẽ vị trí thích hợp nhất với ông là CAM chứ không phải là CF hay là ST bởi vì là khả năng truyền và kiến tạo tốt. Thứ hai là càng đá thì mình lại càng thấy Cantona chạy chỗ thực sự không hay. Thứ ba là ông không được khỏe như ở trên chỉ số. Và cuối cùng mình cảm giác ông dây bóng rất chậm, xoay sở thô, mặc dù là nếu mà nhìn qua chỉ số thì chả ai tin như vậy cả. Có lẽ đây là cái điểm chung của mấy cầu thủ cao to, thể hình đậm như kiểu là Ibra hay là Savic ấy. Bây giờ mà anh em đòi cầu thủ nó cao gần 1m9 mà nhanh và khéo như kiểu là Messi thì lấy bố đâu ra. Chung quy lại, theo ý kiến riêng cá nhân của mình thì đây là một con hàng khá khó dùng. Vị trí thích hợp nhất đối với ông là để đá ở CAM sẽ phát huy hết khả năng của ông. Tuy nhiên, để xét về vị trí này trong tem Color Pháp thì đã có một Zidane quá xuất sắc và có quá nhiều mùa để lựa chọn. Còn ở trong tem Color MU thì đã có một Bruno đang rất hay và cũng giành được nhiều tình cảm của anh em bởi vì là hiện tại Bruno vẫn còn đang thi đấu. Chính vì vậy, để mà ông xuất hiện được nhiều hơn ở trong các trận đấu thực sự là bây giờ rất khó. Ngoài lề một tí, sau khi giải nghệ sớm thì ông có tham gia đóng phim nha các bạn. Mà trong các bộ phim ông đóng thì có cả phim hành động. Mình nhắc lại là thể loại phim hành động nha các bạn nhé. Đến đây mình cũng xin kết thúc bài review của mình về huyền thoại MU King Eric mùa giải LN. Cảm ơn tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em ở trong clip tiếp theo. Nếu clip này hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh giúp mình nha.
Tokyo.